Chứ này, cái làm gì đấy, cắn hát xem nào. Ow, nắm tay chặt thế, nắm tay ba chặt thế hả, nắm tay ba làm chặt thế hả, nắm tay ba chặt thế. Nói gì, con định nói gì với ba nghe coi hả? Con định nói gì? Nói đi chứ, cứ làm sao mà biết được cái gì hả? Đi chơi không? Vinh đi chơi không? Vinh có đi chơi không? Vinh có đi chơi không? Vinh có đi chơi không? Vinh đi biển không? Hôm nay không đi biển rồi, có nhớ biển không? Hôm nay Vinh không đi biển rồi, Vinh có nhớ biển không? Hả? Vinh hôm nay có nhớ biển không? Hả? Là gì? Cười, Vinh thôi cười, Vinh thôi cười là Vinh thôi cười. Con chim non trên cành cây hát liu la, hát liu la. Xin yêu chim, xin mến chim, vì mỗi lần chim hót rin nghe cháu lên bà cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu hay khóc nhẹ vì mẹ lên đường đây, bà vào nhà mấy ông bà vui cái cây. La 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 la. Kìa con bướm bạc, kìa con bướm bạc, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bay đi xa rồi, bướm bay đi xa rồi. Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là bông là hoa là lúa, còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì cây lại có gai 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 gai, bưởi đụng nhầm thì cháy mau, trái sầu riêng ra xuống thì đầu u, dừa hột dừa dèo là rách ao, cây dừa cao eo ôi ôi là cao, cây ba chồng sống lâu thiệt là lâu, mưa chẳng đổ gió lay chẳng ngà, thân xù xì cứ đứng chờ chờ, cành gai góc đâm ngang tua tua, nữa sao đấy người thương nhiều nữa, cho cây bốn mùa được ngọt hương thơm, vườn của ba cây chồng thì dễ sờ, mà trái nào cũng thiệt là dễ thương. Anh đã thể hiện tài lật của anh. Thưa các bạn đang chứng kiến tài lật của bạn Jin Romero. Anh hiện đang được 3 tháng và 20 ngày tuổi với khả năng lật và sắp trườn, ngóc đầu lên và giữ trong vòng 5 đến 10 phút. Ồ không được rồi. Anh ta quá mỏi và anh ta đã phải hạ cổ xuống nghỉ ngơi một tí. Vâng, lại nâng lên lại rồi thì các bạn. Anh lại nâng lên lại rồi. Vâng, góc quay này không được tốt lắm. Chúng tôi chuyển góc quay. Vâng, các bạn đang chứng kiến đây là anh Jin Romero, con của mẹ Ngọc Trang. Hiện mẹ Ngọc Trang thì đang công tác tại Đại học Thương mại Cầu Giấy, Hà Nội. Và đây là con trai đầu lòng của mẹ Ngọc Trang, anh Jin Romero. Anh tên thật là Nguyễn Quốc Vinh. Anh sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Đê La Thành. Lúc sinh ra anh được 3 cân 2. Tóc không có, tóc xoăn. Hiện tại thì cũng có một tí tóc rồi. Anh có cái bộ trán rất là cực kỳ vĩ đại. Anh Jin nha. Ôi à. Các bạn, đây là khả năng của anh ấy. Anh ấy mỗi ngày anh có thể gập lên gập xuống cái cổ trong vòng là 20-30 lần. Tức là anh ấy không giữ được thăng bằng ở cổ nữa thì anh ấy tự hạ cổ xuống. Anh ấy rất là thích nhìn vào những cái vật lạ như là màu vàng, màu đỏ. Ôi trời ơi. Thì các bạn, một cú hạ đầu xuống rất là hoành tráng. Cậu ta mệt rồi, thôi tắt truyền hình trực tiếp đó nha.